Lan một người từ hiền chất. Trời ơi, nó đủ amen rồi. Lan ba, cho mẹ lại. Và lần thứ gì là bạn Nguyễn Nhất. Chỉ có một người duy nhất được chiếc xe này thôi. Các anh của câu lạc bộ Hockey ơi, vẫn nhỏ quá chưa có nắm được. Các anh của câu lạc bộ Hockey ơi, chúng ta, và chúng ta sẽ hô Hockey lớp Việt Nam 3 lần nha. Chuẩn bị, 1, 2, 3. Dài quá.